Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách giấu dây len khi nối len móc tiếp. Ở đây mình có một sản phẩm mẫu như thế này. Và mình sẽ dùng một sợi len khác màu để nối len móc tiếp cho các bạn dễ nhìn hơn. Thì việc nối len chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn đưa kim qua chân mũi cần lấy len lên, quấn len và móc lên như thế này. Mình sẽ thực hiện mẫu là các mũi đơn. Thì sau khi lấy len như thế này thì các bạn coi như các bạn được một mũi. Các bạn vì là móc mũi đơn nên là đây mình móc lên một mũi bính và tượng trưng cho mũi một mũi đơn ở đầu hàng. Tại các chân mũi tiếp theo thì các bạn sẽ để dây len nối đoạn len thừa này song song với chân mũi như thế này. Sau đó khi xỏ kim qua chân mũi thì các bạn sẽ để sợi len thừa lên trên kim và móc len qua, thực hiện mũi bình thường. Đối với các chân mũi tiếp theo cũng vậy, khi đưa kim qua chân mũi, sợi len thừa vẫn để ở phía trên kim và song song với chân mũi. Các bạn có thể thấy rằng là việc để sợi len thừa song song với đường chân mũi và móc đè lên thì chúng ta đã giấu được phần len đi như thế này. Các bạn có thể, nếu mà sợi len sau khi móc xong mà sợi len thừa này còn nhiều, các bạn hoàn toàn có thể cắt sát phần chân mũi như thế này và chúng ta vẫn không hề bị lộ và vẫn giữ được sợi len chắc chắn, không bị tuột. Nếu các bạn muốn giấu cả sợi len cắt ra của phần len trước nữa thì các bạn cũng đặt như vậy. Đặt cả hai sợi len song song với lại đường chân mũi và móc đè qua. Mình sẽ thực hiện mẫu cho các bạn. Đây, chúng ta đặt cả hai sợi len song song với đường chân mũi. Đưa kim qua chân mũi thì để cả hai sợi len ở phía trên và tiến hành móc bình thường. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là ở phần len, ở sợi len mà mình muốn giấu thêm này, những chỗ mà mình móc đè lên thì chúng ta đã giấu đi được như thế này. Còn đâu ở phần này thì mình không móc đè lên nên là nó vẫn còn sợi len chừa ra. Đây là một trong những kỹ thuật giấu len khi nối len để móc tiếp, giữ cho sản phẩm vừa chắc chắn mà vẫn không bị lộ sợi len. Chúc các bạn thành công!